Cát Tường xin chào quý vị đến với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Và ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong một không gian rất là ấm cúng, rất là lãng mạn của nhà hàng Maison Mận Đỏ ở khu Thảo Điền, quận 2 quý vị nha. Tại sao lại gọi là Maison? Trong tiếng Pháp á, Maison có nghĩa là nhà, có nghĩa là có thể đây là ngôi nhà thứ hai khi chúng ta chọn để đến đây để được thư giãn với những bữa ăn rất là ngon theo phong cách kết hợp giữa Việt và phương Tây quý vị nhé. Nhà hàng này được thiết kế theo phong cách Việt Pháp cho nên rất là ấm cúng và rất là lãng mạn luôn. Đây là một nơi mà rất là nhiều người lựa chọn đến để thưởng thức những buổi ăn trưa, để bàn bạc công việc rất là yên tĩnh, những buổi tối rất là lãng mạn, rất là sang trọng quý vị ạ. Tường thấy là bạn gái đang ngồi đợi ở ngoài kia rồi. Bây giờ Tường sẽ ra và mời bạn ấy vào đây ngay. Quý vị chờ nha. Rồi, tháo mặt nạ ra em. Hai bạn tháo mặt nạ ra luôn nha. Rồi, chào hai bạn. Đẹp trai đẹp gái ha. Ngồi đợi lâu không? Dạ lâu. Chờ đợi là hạnh phúc. Hôm nay là Tài rất vui được có mặt tại buổi ghi hình hôm nay. Tài cũng xin chào chị Cát Tường và tất cả mọi người. Tài tên là Hoàng Ngọc Tài. Em quê ở Thanh Hóa, đang làm bên công việc bên thời trang, chuyên đi phân phối hàng á. Em năm nay là 30. Tài vào trong Nam được lâu chưa? Em mới vào thôi. Ồ, vậy hiện tại là mình đang sống ở đâu? Ở ngoài Thanh Hóa luôn. Sống ngoài Thanh Hóa luôn? Làm công ty ngoài Hà Nội. Em dự định là sẽ chuyển vào đây. Sao không có nghe thấy nói chuyện giọng không có nói giọng miền Bắc? Em 5 tuổi em vào Sài Gòn mà. Bên ngoại em vào đây hết. Dự kiến là mình cũng có ý định vào đây lập nghiệp. Dạ đúng. Nhưng rồi, hiện tại bây giờ là đang ở Thanh Hóa. Vô đây là chỉ tham gia chương trình thôi. Dạ, vô đây em muốn tìm được người để cùng mình nói đến trọn đời á. Nên là nếu mà có cơ hội á, mà cảm giác là được thì em sẽ chuyển vào đây. Bởi vì em con trai mà sống ở đâu cũng được. Quan trọng người đó. Cười cười nghe nói chuyển vô cười cười. Hồi nãy nghe nói Thanh Hóa xa xa cái mặt tới mét. Giờ cười rồi. Bây giờ tới phiên mình giới thiệu nè. Dạ em tên là Tâm, em năm nay 29 tuổi, em đến từ Tiền Giang. Hiện tại em đang sống ở Sài Gòn và em làm việc ở Biên Hòa, quản lý đơn hàng mặt hàng thời trang chuyên về quần jean nữ và nam ạ. Đây bỏ hàng cho đây được không? Được. Trời ơi sao mà trùng hợp cái về thời trang vậy? Wow, có duyên rồi nha. Ủa mà sao thành phố không làm mà đi xuống tuốt với Biên Hòa? Em đi xe đưa rước nên là cũng không vấn đề gì cả. Bây giờ hai bạn ai cũng kinh doanh, ta gộp lại chung một nhà đi. Mình mở cái shop hay cái tiệm nhỏ nhỏ, hai chồng buôn bán rồi thêm kiếm thêm nữa. Hoặc mở công ty đi. Mua hầu như cái gì cũng rẻ. Đó, bên đây bán nữa thì quá trời tuyệt vời. Trước tiên, màn chào đầu, Tường thấy là hợp lý rồi đó quý vị. Em thì em cảm thấy em là người rất là thích hướng ngoại, nhiệt tình, chịu khó, sống có tâm với khách hàng. Tiền nhiều thì ai cũng cần á, nhưng mà quan trọng là cái tâm, cái đức này nó mới được lâu bền. Em là lanh lắm luôn á. Cái gì em cũng biết á. Chị không biết ngại mà thôi. Nhưng mà về việc nhà như lắp ráp mấy đầu kia là em hầu như là em ít làm lắm. Công việc nhà ít làm. Rồi quét nhà này kia, rửa chén thì em làm được. Đóng ráp, tháo điện nước là không biết phải không? Điện nước không biết phải không? Rồi, biết làm chuyện phụ nữ thôi. Đi chợ nấu ăn được không? Giặt đồ được không? Cái đó là em mà ở nhà là em làm hơi ngon á. Người đàn ông có tính cách phụ nữ đảm đang. Được. Thế còn em sao? Em biết nấu ăn, em biết may vá. Những cái công việc thuộc về nội trợ hay gia đình thì em đều cảm thấy mình rất là ok. Chết rồi, dành công việc với ảnh rồi. Vậy cái việc của Nam Nhi trong nhà, hư cái bóng đèn rồi, hư ống nước rồi này kia là ai làm? Ngày xưa thì em học nghề là em học điện. Ghê nên vậy? Là đối với điện thì em cũng hiểu biết luôn. Nên là không sao. Thôi kêu thợ đi hai đứa cho nó chắc. Ngày xưa em học nghề em học dinh dưỡng mới đâu chứ. Học dinh dưỡng, bên đây học điện. Hai đứa này ngược ngược ta. Thôi mấy cái nào khó quá bỏ qua cưng, mình kêu thợ nha cưng nha. Tính của em rất là kỷ luật nữa, ăn uống bừa bãi là em không có chịu được. Em phải nói cho cái nào mà ăn uống khoa học thì thôi. Ba em á thì có cái thói quen là ăn thức ăn thì ăn chung, nhưng mà em thì không được. Ví dụ như là món xào á mà em không có cho ăn, để vô trong cơm rồi chan canh vô ăn. Canh ăn riêng, món xào ăn với cơm riêng. Chứ không có chơi cái màn quất tô rồi mấy con tôm, mấy con thịt rồi rau rồi canh chan vô một tô. Là không được phải không? Dạ không. Mà thường con trai hay quất nguyên tô cơm lắm. Cẩn luôn chị ơi. Cẩn luôn chị ơi, nhanh gọn lẹ, giống gấp gì chơi phải không? Em sẽ nhắc cho chị. Nhưng mà tại vì em ăn một mình thì em múc tô em ăn, còn giờ ăn với vợ con thì ta dọn ra bàn rồi có đồ. Đúng ăn rồi. Thì sẽ ăn theo thôi, mình ở mình em thì dễ tô. Mà
Thứ hai nữa là em ăn ở quá bừa bộn là em không có chịu được. Đồ lấy rồi thì phải trả lại vị trí cũ, không có được bước lung tung. Em sẽ nhắc cho tới cùng. Rồi nhắc nữa. Chà, con người nhắc cũng hơi vui mà hơi mệt nha. Không, em thấy là hay á. Hay phải không? Rồi. Tại vì em nhỏ lớn là mình cũng thích có người nhắc nhở. Rồi. Mà em cái gì á, nghe nói cái là làm theo cái là tự nhiên là mình tốt theo à. À. Tính em dễ. Dễ. Mà không hiểu sao mấy chị em nhắc hoài mà không có sửa thì em có biện pháp chị. Biện pháp gì? Thí dụ như mà mang vớ rồi vứt lung tung không chịu bỏ vô máy giặt thì lần sau là cứ thấy vớ vứt lung tung là em đem quăng hết, quăng hết. Đem quăng em mua lại chứ tốn tiền em chứ gì đâu. Thì cứ đưa lương cho em đi, em mua thoải mái. À, quan trọng là cái chuyện đưa lương cho em đi. Em nghĩ em sẽ đưa cho vợ em bao nhiêu phần trăm lương của em? Chắc 80 quá. Nè hả? Còn 20 còn lại làm gì? Thì mình cà phê cà pháo giao tiếp bạn bè. Nghe đồn trước khi em tham gia chương trình này em ngủ mơ phải không? Đúng rồi chị. Nằm mơ thấy gì vậy? Em nằm mơ thấy gặp chị á. Gặp chị? Gặp chị rồi đi trễ rồi kia luôn. Nhưng đi lần trễ này nữa. Cố gắng, hiện thực là mình cố gắng mình sửa chữa. À, đi nằm... sớm hay là sớm à, luôn á. Tại vì nếu mà không nằm mơ là chắc nay đi trễ rồi. Trễ chắc luôn á. Mà thấy rõ mặt gì trong giấc mơ luôn. Thấy chị có luôn. Có thấy mặt bạn nữ không? Không, em vẫn giữ format chương trình mà. Là chỉ thấy mặt chị thôi. Đồ đàn này kia nhưng mà cuối cùng em vẫn xây được hết. À, là trong giấc mơ là vậy đó. Dạ. Nhưng mà sáng nay là đến sớm, 9 giờ đã đến rồi. Rút kinh nghiệm. Rút kinh nghiệm giấc mơ. Chứng tỏ có tâm với chương trình, có suy nghĩ và quan trọng cái cuộc hẹn ngày hôm nay mới suy nghĩ nhiều. Tại người ta nói khi mà ban ngày mình suy nghĩ gì nhiều, ban đêm mình sẽ nằm mơ thấy cái đó. Ảnh mơ thấy chị mà chị. Thì đúng rồi chứ sao ảnh biết em là ai được. Ảnh chỉ biết có chị trong chương trình này thì ảnh mơ thấy chị là đúng rồi. Trời ơi trời, thiệt tình. Bà đừng nói bà ghen với tôi nha trời. Bây giờ á, chị hỏi em nè. Dạ. Em dễ thương đẹp gái như vậy, lý do sao em phải nhờ tới chương trình? Lúc đó là em có trải qua một mối tình đầu kéo dài 8 năm. Trời ơi. Kết thúc thì em dành khoảng 1 tới 2 năm để ổn định cái tâm trạng. Nhưng mà tại sao quen 8 năm mà chia tay? Có hai cái mấu chốt đó là tôn giáo. Tôn giáo thì 8 năm trước nó cũng đã ngược nhau rồi. Gia đình bạn trai tạo sức ép vô chứ không phải bạn trai đó nữa. Ban đầu em cũng có ý định theo nhưng mà cuối cùng là em lại quyết định không được theo. Lý do? Em nghĩ là lý do quan trọng nhất vẫn là bạn trai á không có đem cho em được cảm giác an toàn. Đó, nó phải có cái lý do. Em có đạo gì không? Em là không đạo mà mối tình đầu của em cũng có đạo. Em quen được 5 năm. Trời ơi, sao người 8 năm, người 5 năm vậy trời? Tính là về học đạo rồi cưới. Trời. Nhưng mà thời gian lúc đó mình có một cái sự suy nghĩ. Rồi ai chia tay ai? Em quyết định chia tay xong lúc em cũng hối hận lắm. Tại lúc đó mình nông nổi thôi. Hai đứa tức á, xong rồi đưa cho bố mẹ hai bên nói chuyện. Bát nước khác đi rồi mình không thể kia được. Có nghĩa là cũng do xung đột của hai gia đình? Do bản thân em. Mà hồi đầu em chịu theo đạo người ta rồi cuối lúc cùng đầu em... Đúng rồi. Rồi sao? Tại sao bẻ chĩa? Hồi đó là hai nhà em, hai anh em muốn người đó về nhà làm dâu. Cô đó không chịu về làm dâu? Dạ. Cô đó muốn bắt rễ hay sao? Dạ đúng rồi. Do mình ngày trước yêu mình cũng dễ quá. Mình bảo là mình ở đâu cũng được. Ừ, rồi bây giờ hồi nãy em cũng mới nói câu là ở đâu cũng được nè. Nhưng mà bây giờ em thật sự là em về ngoài quê. Em đã quyết định chín chắn rất là nhiều rồi. Với bố mẹ em đã bảo rồi. Con gần bố mẹ nhưng mà thật sự ra đến bây giờ con cũng không có được báo hiếu được cho bố mẹ. Thà là con ở xa. Con lấy vợ xa. Xa bố mẹ, xa thương, gần thường. Rồi hiểu. Thế còn bên đây? Khi mà mâu thuẫn nó lên tới đỉnh điểm á chị thì hai bên là im lặng. Xong rồi một ngày đẹp trời á thì bạn ấy băm em. Xong rồi nói với em là anh sắp cưới. Em cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ừ thì sắp cưới. Em bỏ em đi vô nhà đóng cửa lại. Mà có nói chia tay chưa? Chưa. Chưa ai nói chữ chia tay hết. Dạ. Rồi bao nhiêu lâu sau thì bạn tới báo là bạn đó lấy vợ? Tháng. Quen 8 năm không nói chia tay, tháng sau tới nhà báo lấy vợ. Trời, ai mà oan nghiệt vậy? Đúng là như vậy. 8 năm thì em về nhà bạn ấy chơi rất là nhiều. Bạn ấy cũng về nhà em rất là nhiều lần. Nhưng mà cuối cùng là như vậy. Rồi sau đó là không có một lý do gì luôn, là lần gặp đó cuối cùng luôn. Em tự đi tìm hiểu lý do, tự đi điều tra. Thì bạn ấy đã quen một cô bé khác ở gần nhà, có đạo. Trái là em nghĩ là trong cái thời gian mà đang quen với em rồi mâu thuẫn áp lực gia đình gì đó, rồi cô bé kia giống như là một cái phao để cho bạn ấy tìm thấy lối thoát vậy. Đó là em tự cho chứ không phải là người đó nói.
Đúng, em quen bạn ấy hồi năm 2 đại học, là tới năm 27, 28 tuổi là em mất hết thanh xuân luôn rồi. Em cũng hy vọng nhiều ở cái người đó, nhưng mà cuối cùng là đau khổ kinh khủng luôn. Lúc đó là em ở trên đó là em ở trọ một mình, em không có gia đình gì hết, chỉ có quen bạn ấy thôi. Tại ở vì... trên đó là trên nào? Trên Xuân Lộc, Đồng Nai chị. Tại vì quê bạn ấy ở đó. Và em lên để ở gần bạn đó. Dạ đúng rồi. Em quen bạn ấy hồi đại học mà. Xong rồi ra trường, bạn ấy không có muốn ở lại Sài Gòn lập nghiệp, thì bạn ấy về quê làm. Thì quen xa được 2 năm hay 3 năm gì đấy, thì em thấy là thôi không có ổn. Thôi để bạn ấy không muốn xuống thì em đi lên trên đó. Em nghĩ như thế là em đi thôi. Rồi cái lúc mà ảnh báo tin là em vẫn còn ở trên đó. Em vẫn còn trên đó. Sau đó có khi nào gặp nhau nữa không? Có chị, chỗ đó nó nhỏ lắm. Em đi mua trái cây mà còn gặp nữa. Hai vợ chồng ta đang đứng mua trái cây mà em không thấy, em nhào vô em mua ngon lành luôn. Cũng ngại khi mà chạm mặt vợ bạn ấy. Con bé đó chắc cũng không có thích gặp em nhiều. Hết chưa? Bây giờ mỗi lần em có còn em xúc có động em có thể trong... kể ảo ảo như vậy là chứng tỏ là nó hết rồi chị. Ok, rồi từ lúc đó tới nay có quen thêm người nào khác nữa không? Dạ không, theo đuổi mình thì cũng có nhưng mà họ theo đuổi mình không phải vì thương mình, mà em nghĩ theo đuổi vì cái gì đó. Cái gì đó là cái gì đó là phải hỏi bạn trai. Dạ, em thì chỉ cảm thấy là hợp mắt thôi. Thiệt không? Em nói thiệt. Rồi sau các bạn đó tới nay còn mối tình nào khác nữa? Có 2 mối tình nữa. Mối tình gần đây nhất? Cách đây gần 5. Một năm? Quen có mấy tháng thôi chị. Rồi sao chia tay? Mối quan hệ của bạn đó khá phức tạp. Ý là có chồng rồi nhưng mà chưa chấm dứt hẳn á. Chưa ly dị? Em không biết. Em không biết. Bây giờ em mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Có hình không? Cho chị mượn tấm hình. Dạ. Có tính cách gọi là nữ tính, dịu dàng, sống chung thủy. Rồi quan trọng là phải thật có tâm với mọi người. Có em tâm. Có tâm đây. Có tâm là có đúng tâm rồi, chữ tâm ghi mấy bằng 3 chữ tài đó em. Rồi. Em là 63, anh 36 á. 63, 36 là sao? Dạ, ngược nhau, ghép lại, đẹp luôn chị. Sao 63, sao 36? Vì 63 Tiền Giang. Trời em 36, ơi. Quá. Trời ơi, cái hiểu chết không? Liền luôn á. Đúng rồi. Rồi em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Em thì em rõ ràng cái quan điểm của em lắm. Tìm cổ đi. Thứ nhất là ngoại hình trước đã. Ngoại hình là hình sao? Chị ơi, kiếm cho đúng nha. Kiếm đúng mới gã đúng, mà kiếm trật gã trật á. Dạ, ngoại hình đó thì em thích những người cao trên 1m7, hơi nam tính một xíu, khỏe khoắn, kiểu giống rồi hơi thể thao. Còn tính tình thì em thích người chín chắn, trưởng thành. Rồi thì giờ em chổng đi coi có anh nào chổng không. Rồi tôi gã luôn. Làm gì tay rung vậy, cầm tấm hình mà. Rung quá chị ơi. Cái gì mà rung dữ vậy? Chắc cú chưa? Chắc rồi á chị. Chắc rồi đúng không? Ờ à, chốt. Ừ, tự tin quá, chốt. Đừng có bắt hết đất là chết. Chốt nha, rồi chưa? Em nghĩ là anh này. Tại sao chọn anh đó? Em nghĩ là nếu mà anh đó buôn bán thì bề ngoài của anh không phải trau chuốt đúng không? Nếu đi ra ngoài nhiều đó, thì da phải ngâm ngâm một xíu. À, người ta rất là có khoa học. Còn ông này cầm tấm hình lên chỉ liền. Ông chỉ theo là cặp mắt, ông nhìn gái đẹp ông chỉ thôi. Còn bên đây người ta có phân tích đàng hoàng. Là em cảm thấy bạn tên Tâm đúng không? Hồng Tâm, em bảo là trung tâm ba cô gái ở giữa là Tâm là gì chị? Có phân tích khoa học rõ ràng luôn. Cũng có logic. Rồi xin mời hai bạn. Hay quá, có Tâm, hình này có Tầm luôn rồi, Tầm bậy rồi. 1, 2, 3. Hãy xem màn chọn người theo chữ Tâm. Rồi nhìn đi cưng. Dạ, chào anh em. Tài. Anh có món quà tặng em. Ok, dạ em cảm ơn anh. Ôi. Dạ, em có nhiều quà quá hả? Ở đây cho chị các tường với trời mọi người ơi, nha. Ôi, ok, cảm ơn cưng. Đây là thư pháp em tự viết em tặng cho anh. Vậy để làm cảm cái ơn em nhiều nha. Chữ Tâm luôn hả? Dạ, em đó chị. Để chị thêm cái dấu quyền vô coi. Tâm mất biến với dòng đời vạn biến. Ừ. À, trời ơi, em thích uống trà lắm. Này em tặng luôn cái bài thơ nha. Tay nâng một chén trà thiền, bình tâm nhìn khói ưu phiền thoảng bay. Cuộc đời một giấc mộng say, trăm năm nhìn lại mới hay vô thường. Mà... anh làm hả anh? Đồng sở hữu. Rồi thôi bây giờ sao, bây giờ xử lý sao nè. Đó, chọn cô chính giữa, em kiếm cái cô đó gả cho ảnh giùm chị cái coi. Người ta đang có bầu rồi.
cái cô dính dưỡng. Em tưởng em đúng hả? Em là tưởng em đúng nha. Trời đất ơi, đưa cái hình đó rồi mà ngồi trước mặt rồi mà ông còn tưởng ông đúng nữa. Trời ơi, ông tầm quá vậy ông. Em sorry chị, em quên đeo mắt kiến. Nhìn kỹ coi, rồi chọn lại coi. Rồi. Rồi đâu, ai? Cái chọn câu đầu tiên, cái bên này đúng không? Ba lần vô một chỗ. Trời ơi, cái ông này phải phạt cái gì ghê gớm cho tôi mới được. Trời ơi, sao vậy cứ? Biết ngay. Chắc là em mới lên độ á. Anh ơi, bình thường lắm, em rất là thích để mặt mộc. Em không có trang điểm. Chỉ hai người rồi, không lẽ giờ chỉ có cái thằng kế bên? Không, bên này là đúng rồi chị. Chắc chưa? Là chắc 100%. Rồi bây giờ em nghĩ em bị phạt cái gì? Hát đi. Hát là thường quá, mới đọc thơ rồi hát nhẹ nhàng cho em quá. Em trật người ta ba lần, ba cô gái em chỉ hết cả ba luôn. Dạ. Thôi thì tùy chị với bạn. Anh em thích khỏe khoắn với thể thao đó. Đó. Anh lựa đặt đi. Quét đồ, cài bóng đồ, cài bóng hồng đồ. Ra đi cưng, ra sàn thi đấu đi cưng. Không ai cứu được cưng đâu. Hút xì dầu hả chị? Hết đất cưng ơi, hút xì dầu nó bánh bèo quá. Đất nó ngủ luôn. Anh không hỏi bao nhiêu cái hả? Anh cứ thấy anh đi hết thôi chắc hả? Chắc là 20 cái quá. Bình thường anh thấy mọi người bị phạt vậy mà. Trời ơi, đứng nói anh ba lần ba chục cái, ba lần ba chục cái nha. Thôi làm đi, sơ sức làm được nhiều làm đi, đừng ụp mặt tường được rồi. Chừng nào cổ nói thôi thôi đếm với anh ta đi, chừng nào em thấy đủ thì em kêu đứng lên. Bắt đầu cho 1 2 3 4 5 6 Ê rùng tay 7 8 9 ụp mặt rồi đó. Ôi, thôi dừng đi anh. Tôi nghĩ 20 không có nổi. Xin chân thành cảm ơn em. Nóng người rồi đó, chắc đói bụng rồi ha. Chị Tường mời hai bạn sẽ thưởng thức bữa ăn trưa tại nhà hàng Mận Đỏ. Mời các bạn thưởng thức món sườn hầm đậu. Đây cũng là những món ăn và cách chế biến rất quen thuộc, nguồn gốc từ Pháp. Nêm nếm theo cách riêng của nhà hàng Mận Đỏ. Sốt rất là sệt nè, và ăn với cơm theo phong cách Việt Nam hoặc là bánh mì Âu thì rất là tuyệt vời, tùy thích nha. Rồi, mời hai bạn ăn đồ Tây, uống rượu vang là số 1. Dạ. Anh chào em. Mời em. Nãy anh chào rồi anh. Mời em, ý là mời em ăn. Dạ, em cảm ơn, em cũng mời anh. Em ơi, mời em. À dạ rồi. Dạ em mời anh. Anh Tài có thích đi du lịch không? Rất là thích. Nhất là đi với người tâm đầu ý hợp với mình. Ồ. Anh rất là thích đi phượt. Thích đi phượt hả? Nhưng mà không, à? Không có thời gian đi thôi. Với lại đi một mình thì buồn lắm. Tại em cũng có một cái hội bạn thích phượt. Dạ. Đúng rồi. Nếu mà anh không có bận thì rủ anh đi chung cho vui. Ok. Ủa anh Tài đang sống ở ngoài làng quê là chung với ba mẹ hả? Có em trai không? Anh thì nhà anh có hai anh em. Ừ. Ông anh trai anh thì lấy vợ rồi. Người Việt Bắc là thường ba mẹ sống với con trưởng mà nhà anh lại sống với con út hả? Hồi đó anh, ông anh á là ông không chịu về. Đợt này là ông về cái tự nhiên mình yên tâm hơn. Dạ. Mình muốn vào lại Sài Gòn. Cảm thấy là cái cuộc sống ở trong này á nó rất là thoải mái. Ừ. Mà anh cũng rất là yêu quý mọi người ở trong đây nữa. Ở đây thì mình có thể là được cơ hội làm chính mình hơn. Mới em nghe anh nói là em tưởng anh người miền Nam đó, không ngờ là người Thanh Hóa luôn. Đúng rồi. Với lại giọng của anh nghe cũng hay. Em dùng đi. Dạ. Thường em đi du lịch đó, em sẽ thích vừa du lịch mà vừa thưởng thức ẩm thực. Ừ. Anh này được cái là lanh. Hầu như là anh đi mấy nơi đó là anh kiếm được những cái chỗ mà ăn theo đúng tiêu chuẩn ngon bổ rẻ luôn. Mai mốt chia sẻ cho em với nha. Tôi okay. Mai mốt tôi gặp cặp nào cũng như cặp này đỡ quá, không cần nói nhiều luôn á. Bấm nút luôn không? Từ từ chị. Ăn rồi quá, nói chuyện rồi quá, tưởng bấm nút luôn rồi chứ. Nãy giờ có vô được cái chuyện tình yêu gì chưa? Không, anh đó không có hỏi em gì hết. À. Tại em quên. Cái lý do muôn thở luôn á chị. Cảm giác của em là thấy bạn rất là, nói chung là dễ thương. Cảm giác là bạn là một người rất là ngăn nắp và chín chắn. Nhưng mà mối tình của bạn vẫn làm em hơi ái ngại. Ái ngại, đúng rồi. Ái ngại chỗ nào? Chuyện đó là chuyện cũ, có gì đâu ái ngại. Người ta về ta có vợ có con rồi ái ngại gì nữa. Em cũng không biết nữa. Có thể là
em sợ, nói chung là người nào mà nhớ về cái người đầu nhiều quá. Chính em là đã từng có thời gian như thế rồi, em chỉ sợ người ta thôi. Bây giờ em còn nhớ người cũ không? Em không, giờ em hết rồi. Em hết thì người ta cũng hết rồi, sao em hết mà em không cho người ta hết? Chừng nào bây giờ em vẫn còn nhớ người cũ á thì em nghi ngờ người ta vẫn nhớ người cũ giống em. Còn bản thân em nói em hết rồi mà em lại nghi ngờ người ta, có nghĩa là em chưa hết, đúng không? Em nãy em nói chị là em còn hối hận, mà còn hối hận có nghĩa là vẫn còn nhớ tới, chưa hết, đúng không? Nói đúng chỉ có gục mặt xuống thôi đó, đúng không? Dạ. Đó, thấy chưa? Không, em nhớ là bạn thôi. Thế ủa, người ta còn nhớ cũng bạn thôi. Người ta nhắc tới một cách rất là vô tư, thoải mái. Còn em là có vẻ hơi rụt rè. Có vẻ là chuyện tình duyên của anh nó cũng hơi lận đận. Đúng rồi. Nhưng mà người ta thanh niên mà, em mới là lận đận đó. Hy sinh nhiều, khổ, dẹp hết chuyện cũ bỏ qua, bây giờ lo chuyện mới. Rồi, mời em bốc bài. Thử cảm giác nắm tay bạn nam. Rồi, đưa tay qua. Hy vọng là tay anh giống như em nghĩ. Ồ, chứ em nghĩ sao? Em nghĩ sao rồi, em cảm thấy sao? Hai vươn ra được rồi anh. Em nghĩ sao? Em nghĩ là tay của anh ấy sẽ là ấm và mềm mềm. Thì mềm. Đúng như vậy. Đúng vậy luôn. Hay quá, cô này bữa nay cảm giác cô hay quá mà em tệ quá. Tới phiên em. Học lớn quan lên. Quan điểm về việc chia tay đòi lại, trả lại quà. Nếu là bạn hết yêu rồi, bạn có đòi hay trả quà không? Em thì rất là không thích cái quan điểm đó. Ngày xưa em quen người yêu đầu á, lúc mà em bạn gái chia tay á, thì bạn gái bảo muốn gửi cái tiền mua điện thoại cho em á, mà thôi coi như món quà cuối của anh. Là lúc đó vừa mới mua điện thoại xong là chia tay á hả? Sau vừa mới tặng điện thoại xong là chia tay. Chia tay á, em bảo thôi cũng tất cả là do anh. Nếu mà sau này mà em chưa có người kia thì anh sẽ chịu trách nhiệm với cả thanh xuân của em. Mà thật sự ra là em vẫn chưa biết được cô ấy có người yêu hay chưa. Nói chung là em cũng hơi lụy tình. Cũng là một vấn đề mà em FA đến bây giờ. Túm lại là ông này ông vẫn còn bối rối, vấn vương mối tình cũ đó. Người đó là nặng tình đó. Quen cô đó chia tay rồi. Em vẫn nằm mơ thấy cô ấy, em khóc hồi 2-3 năm trước. Nhưng bây giờ hết chưa? Hết thiệt rồi, giờ hết thiệt, không mơ thấy nữa. Không mơ thấy nữa, giờ mơ thấy chị Cát Tường rồi đúng không? Dạ đúng rồi, mơ thấy chị Cát Tường rồi. Rồi bây giờ hai người nhìn nhau nè. Nói thiệt lòng, cảm xúc hiện tại của mình bây giờ cảm thấy như thế nào? Bình thường là tôi yêu cầu bạn trai nói trước, hôm nay tôi yêu cầu bạn gái nói trước. Khi mà mở cửa ra nhìn thấy mà anh ấy thì em cảm thấy là có thiện cảm. Nhìn anh cũng có vẻ phúc hậu, gương mặt anh tròn tròn giống mặt em. Cách anh nói chuyện cũng là nhẹ nhàng. Em thì em bị thu hút bởi những người mà có giọng nói nhẹ nhàng. Còn về cái vụ mà anh nói là anh thích những người con gái là có tâm rồi biết đối nhân xử thế thì em nghĩ là em được. Nhà em kiểu truyền thống, ba mẹ em hơi bị khó. Em được giáo dục từ nhỏ, cách sống rất là đạo đức, lễ phép. Cho nên là em cảm thấy là những cái mà anh yêu cầu bạn gái thì em đều có. Hôm nay anh đến đây á, thì anh gặp em thì anh cũng rất là vui. Nhưng mà anh vẫn có cảm giác là nói chung là anh cảm giác là anh hợp á, thì anh sẽ tự nhiên nói chuyện á. Dạ. Anh cảm giác là hôm nay là anh xin lỗi em, là anh cảm giác mình anh cũng không thích hợp á. Dạ. Không sao anh. Anh tin vào cái trực giác của mình á. Em rất là hoan nghênh những cái chuyện mà anh nói thẳng là suy nghĩ của anh. Đúng rồi. Chứ được, anh đừng có giấu trong đó rồi anh bấm nút anh, hay là anh sau đó rồi. Cái đó là anh sẽ làm lỡ duyên của em. Dạ. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Rồi nhắm mắt lại, sau 3 tiếng đếm của chị Tường hãy đưa ra quyết định của mình nhé. Chỉ cần bấm vô thôi hả chị? Đúng rồi. 1 2 3 Hết thời gian. Chắc là mọi người xem cũng không bất ngờ. Nhưng mà chị thật sự là chị rất tiếc. Chị không biết nữa, chị thấy cơ bản hai người rất hợp nhau. Nhưng mà chị vẫn tôn trọng cái quyết định của em. Em cũng cảm giác là bạn gái rất là tuyệt vời. Mà em thật sự chia sẻ với chị là trong giống như là tiềm thức của em á, không đúng trực giác của em nên là rồi, em cũng tự tin. Rồi, cảm ơn hai bạn, mời hai bạn nhé. Cảm ơn chị rất nhiều.
một chút tiếc nuối, nhưng thôi chúng ta đành phải chấp nhận và chúc em sẽ sớm tìm được một nửa của mình em nha. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và chúng ta sẽ hẹn gặp lại chương trình vào khung giờ rất là quen thuộc thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media và 12 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần trên kênh MyTV quý vị nhé. Và bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại.